kilo bên ngoài là 55°C. Và chúng ta đã được cao trong vòng 2 phút tới đây. Thì ngay đang cạnh sân bay Tân Nhất Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 10:05 sáng giờ địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh Tân Nhất thôi. Nhiệt độ vào khoảng 28°C. Cảm ơn khách và mấy cùng hàng không quốc tế Việt Nam. Một lần nữa chúng tôi sẽ đặt trên lưng khách vì sự chậm trễ và gần đây lý do đổi máy bay. Xin cảm ơn sự thông cảm của khách. Morning, ladies and gentlemen. Speaking of the number line, my name is Daniel Black. I am from Wilmington. I was on S7 in flight of the VN227 from Hanoi to Hastinet, Mississippi City. And we would like to get some information on flight. We are flying to sea level 14,000 feet and 1,200 feet sea level. So, I have temperature now minus 55 degrees centigrade. We will descend in 1 minute from now. And let's start at 5:10 a.m. local time. Well, it's quite good. Temperature about 28 degrees centigrade. Thank you for flying with Vietnam Line. Once again, we do apologize about delay departure time due to changing aircraft. Thank you for understanding.